Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư ha. Hôm nay thì quay cho cả nhà xem một cái căn nhà vườn rất là đẹp luôn, nhìn cũng rất là mới, nhà kiểu máy Thái, xây cũng khá là trẻ trung ha. Và đây, đường cũng rất là ok ha. Đường này hiện tại là đường phối đá, đường nhà nước họ ủi bằng hết rồi đó, là chuẩn bị tương lai sẽ lên nhựa. Có những cái cọc lộ giới, rồi biển báo giao thông, rồi cột điện nhà nước nè. Khu dân cư mọi người ha. Ở đây thì là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì cái căn nhà vườn mình chuẩn bị giới thiệu mọi người đây á, là nó có tổng diện tích là khoảng 2.700m², là khoảng 2 sổ 7 á. Thì cái này là có 2 sổ mọi người ha. Cái sổ đầu tiên là cái sổ có nhà, và cái sổ đằng sau thì đất nó hơi, để lát mình sẽ đi xuống mình sẽ giới thiệu mọi người kỹ ha. Đây, thì cái mặt tiền của mình, mặt tiền cái đường này của mình là được khoảng 25m thôi mọi người ha. Đó, từ cái hàng cây đó qua đây, qua tới cái bụi cỏ đó, cái cọc sắt đó, là mặt tiền được 25m ha. Nói chung là mặt tiền thì với cái 25m này thì mình thấy cũng khá là đủ rồi. Hiện tại là mình thấy cái hơi tiếc là cái này chưa có cổng rào ha. Cái nhà đẹp như vậy mà chưa cổng rào, chắc là họ đang chờ lên nhựa, họ chờ đường lên nhựa để họ làm cổng rào luôn, để họ chừa vào á, nhiều khi chưa biết làm đường bao nhiêu á, cho nên là họ chừa vào. Có thể là sẽ họ làm đường thì sẽ lấy mình chút xíu ha. Nói chung là lấy vào chút xíu không sao, tại đất mình dài lắm, cho nên lấy vào chút thì đất mình, cái đường nhựa rộng thì nó đẹp thôi, cái sao đâu. Rồi đó, bây giờ sau này mà lên nhựa rồi thì anh chị của chú mình á, xây cái cổng rào, cổng mà mái ngói lên á, rất là đẹp luôn mọi người ha. Đây cái nhà mình đây, thì cái nhà này hiện tại á, là mình nói luôn á, là chủ người ta đang cho người ở nhờ, giữ nhà, cho nên là hôm nay mình tới quay thì mình thôi có người ở nhà, cho nên mình cũng quay ngoài cho mọi người xem ha. Tại vì do cá nhân cho nên là mới công vào quay thì cũng hơi bất tiện. Chỉ quay đất mọi người xem ha. Cái nhà thì nói chung là mọi người nhìn ở ngoài thì là thấy cũng rất là đẹp rồi ha. Bên trong là tiện nghi đầy đủ, rộng rãi, nhà xây rất là rộng nha mọi người ha. Có sẵn nhà kho rồi những cái công trình phụ đầy đủ ha. Đây mình quay bên hông, dàn giáo vẫn còn, nhà thì cũng mới sơn phết rồi. Mình đang đi bên phần đất của người ta nha, tại đất của mình thì tới đây thôi, tại mình quay bên hông nhà thì mình quay bên đây. Đây đằng sau nhà ha, đằng sau thì có nhà vệ sinh rồi nhà tắm. Thì cái mình để nói sơ qua về cái hai, tại vì đất này có 2 sổ. Cái sổ đầu tiên là có cái nhà thì nó vuông vức ngang 25, dài là xuống khoảng 50m đó, trên sổ của nó là khoảng 1.000m ha. Nhưng mà tới đây nè, tới đây thì cái miếng tiếp theo, tức là cái sổ tiếp theo là cái sổ khoảng 1.700m² á, và cái sổ trên là khoảng gần 1.000m, còn cái sổ này thì là khoảng hơn 1.700m². Thì cái sổ đằng sau á, nó có đất của nó thì nó có con đường 2m, đường này trên sổ luôn ha. Đó, nó sẽ đây, cọc đỏ đỏ này nè, như đây 2m. Thì bên đây đất của người ta ha, bên đây đất của người ta, bên đây cũng đất của người ta luôn. Thì đây nó có 2m, tức là cái miếng đằng sau á, nó liền với cái miếng trước á, là bằng con đường này nè. Đó, đây hàng đá xung quanh là chung 2m. Rồi, đây cái chuồng này cũng là nằm trên đất mình luôn ha. Thì tới đây nó sẽ ẹo ra, sẽ nở ra cái dây này nè, dây đen này nè. Đó, sẽ nở ra. Ở bên đó thì vuông hẳn xuống luôn. Còn bên đây nó nở ra nè, nó nở ra nguyên một cục luôn, là khoảng 1 sào 7 dưới đây ha. Đó, cái đành nè, nguyên một cục luôn. Thì anh thử ra, nếu mà hai sổ mà cờ gộp lại thì cái đất mình nó sẽ không vuông. Nó giống như là dạng như là cái miếng đằng sau này mình có để mà trồng cây ăn trái hay là chăn nuôi gì đó thì rất là ok. Còn đằng trước mình thì trồng cây kiểng rồi làm cảnh quan. Còn đằng sau mình thì trồng trọt chăn nuôi. Đó. Thành thử ra là tổng diện tích của nó là khoảng 2.700m² thì cũng rất là đầy đủ ha. Ở nhà vườn rồi trồng trọt chăn nuôi thoải mái luôn. Xung quanh đây là dân cư hết mọi người ha, tứ bề luôn. Xung quanh là nhà cửa, dân cư rất là đông đúc. Cách đường liên xã Kim Long Quảng Thành
chỉ có khoảng 100-200 mét thì thôi. Đó, đây mình đang đứng trên cái đất của mình, cái miếng đất mà đằng sau ha, cái 167 á. Đó, xung quanh dân cư rất là ok. Ở đây họ nói là đông vui, đông vui ha. Nhìn trên đất thì mình thấy trồng tiêu ha, đa số là tiêu. Tiêu cũng còn rất là tốt, nhưng mà mấy năm nay thì tiêu nó cũng xuống giá quá rồi, cho nên là theo mình nghĩ là anh chị của chú mình mua đất này á thì mình thuê người chặt hết tiêu đi, sau đó là mình trồng xuống trái cây rồi làm hệ ống tưới tự động đó. Thì trồng chừng 3-4 năm, mấy cây ghép giờ lên lẹ lắm, trồng chừng 3-4 năm sau đó là về là có cây ăn trái rồi, có trái ăn rồi, tức là cứ cuối tuần mình về đó, về rồi nghỉ dưỡng cuối tuần hay gì đó tới mua trái cây mình về thu hoạch ha. Rất là ok luôn. Khu này thì chuẩn bị lên đường nhựa nữa cho nên là rất có giá trị ha. Đây bây giờ mình đang quay lại đằng trước ha. Đó, quay lại đằng trước. Nhà này mua về thì mình nghĩ là chỉ cần làm cổng rào. Làm là cổng rào ha, tức là đây. Cổng này dưới đây thì rào lớp bên mưa được rồi. Ở trên thì làm cổng cho đẹp. Dưới cổng rào lại để cái gì mình chăn nuôi hay là đất mình cho nó sạch sẽ mà. Đây, đằng trước thì có mấy cây dừa. Trồng mấy cây dừa lạc vặt thôi, chứ mà trong nhà này thì cây ăn trái là mình thấy là cũng không có. Nếu mình về mình trồng vô là đẹp luôn, thật sự là cái nhà nó đẹp sẵn rồi. Vị trí đó cũng đẹp nữa. À, với một điều quan trọng nữa là cái nhà này là nói chung là chưa thổ cư nha, nhưng mà chỗ này là lên thổ cư trực tiếp được. Tại vì chỗ này là nó thuộc quy hoạch đất ở nông thôn, phủ màu hồng luôn. Cho nên là mình lên thổ cư rất là dễ nha mọi người. Ở đây mình lên chừng 300 thổ cư là đẹp. Còn cái đất này thì mình nhìn trên la bàn á thì nó là hướng chính đông nha. Hướng mặt trời mọc á, hướng này rất là mát, hướng này rất là tốt ha. Đó. Khu dân cư. Đường này mọi người thấy không? Đường này thì hai xe tải tránh nhau được luôn nha, rất là rộng. Chắc là mình nghĩ là họ làm đường tới đây nè, tới cái cục đá này nè. Đó, cho nên là mình về mình có thể là mình nhích vô khoảng chừng 1 mét nữa. Ha, làm cái cổng rào là đẹp luôn. Ở đằng trước thì trồng bông. Đó, còn đằng sau thì mình thấy trồng cây kiểng, bông hoa gì đó. Đây, cái nhà mình để ngắm lại lần nữa nha. Rất là đẹp. Thật sự là cũng hơi tiếc khi mà không quay được bên trong cho mọi người xem. Nhưng nói chung là ai tới xem thì có thể vô xem ha. Tại vì mình đi quay nên mình cũng ngại đi vô. Còn bây giờ thì mình sẽ quay con đường ra cho mọi người xem ha. Đây, quay cho mọi người xem từ đây là đường chính, coi dân cư như thế nào nha. Rồi, bây giờ từ đất mình đây ha. Đó, sẽ đi ra ngoài đường liên xã Kim Long Quảng Thành. Đây cục điện nhà nước này, dân cư mọi người ha. Nhà cửa san sát luôn á, hai bên. Hai bên là nhà cửa san sát luôn. Đó, san sát như thành phố luôn chứ. Chỗ này rất là mát mọi người. Cây cối nhiều nên mát. Rồi. Đi chưa đầy 200 m là tới đường liên xã Kim Long Quảng Thành ha. Đây là đường liên xã nha mọi người. Quẹo phải là hướng về xã Quảng Thành nè, còn quẹo trái là hướng về Kim Long, hướng về quốc lộ 56, trung tâm của Kim Long nè. Mọi người đi chợ búa phải đi ra ngoài đây ha. Nói chung là chợ búa trung tâm ở đây là rất là gần luôn, đi chừng trong bán kính 1 cây số thôi. Đó. Đường liên xã nè ha. Đèn đường. Rồi, có gì mình về cho mọi người xem sổ ha. Nói chung là cái miếng này thì nó có 2 sổ lận, cho nên là mình phải cho mọi người xem sổ rồi để nó giải thích nó rõ hơn, cho mọi người hiểu hơn thì về cái miếng đất này. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem hai cái sổ hồng của cái căn nhà máy Thái này nha. Thì như mình nói ban đầu rồi thì cái nhà này có 2 sổ lận. Thì cái sổ đầu tiên đây ha, đây thuộc xã Bầu Chinh. Thì cái sổ này là cái sổ mà cái miếng đất mặt tiền đường ha, xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và diện tích của nó là 951 m2, gần ngàn.
Dạ, đất trồng cây lâu năm, nhưng mà chỗ này thì lên thổ cư được thoải mái nha mọi người, trực tiếp luôn nha. Thì nó thuộc quy hoạch đất trồng cây, ai lộn đất ở nông thôn. À, rồi. Đây sơ đồ thửa đất ha, đây. À, cứ đi rõ luôn ha. Thì mình nói rồi cái miếng có nhà thì cái nhà nằm đây nè. Đó, thì nó vuông vắn luôn ha, nó vuông vắn luôn. Đó, mặt tiền đường đường phối đá ha. Đường phối đá chuẩn bị lên nhựa. Vuông vắn luôn. Rồi, bây giờ cái miếng đằng sau. Đây. Cái miếng đằng sau là có diện tích là 1.705 m2, thì hai miếng này nó cộng lại là được khoảng gần 2.700 m2, thì khoảng 2.650 mấy 60 gì đó, nói chung là cho là gần là 2.700 đi, à, khoảng 2.67 ha. Thì đây đây là cái sơ đồ của thửa đất này ha. Thì như mình có nói rõ ban đầu thì cái miếng đất này là nó có cái đường 2 mét nè. À, nó liền với là cái miếng đất vuông vắn đây, cái miếng đất đằng trước nè nó nằm vuông vắn vậy nè đó. Thì sau đó là nó có cái nó lọ đang cục xong nó nở nguyên cục vào đây là hai miếng liền kề nhau ha. Thì nói chung nếu mà hai miếng nhập lại á thì nhìn cái thế đất của nó không vuông đâu, nhìn nó kiểu như là cục này cục dư vậy á. Nhưng mà nếu mà nói chung là những ai mà thích có đất rộng á, để mà tại vì đất trong nếu mà cái miếng trên á nó chỉ có một gần 1.000 m2 thôi, thì để mà làm cảnh quan ví như là trồng cây hoa này nọ kiểng này nọ thì để đẹp, nhưng mà sẽ không có đất thiếu đất để trồng cây ăn trái, thì cái miếng đằng sau thì sẽ là cái chỗ để mình nuôi gà trồng cây ăn trái đó. Thì mình thấy là mua cái đất này á để có hai miếng riêng biệt nhau thì nó có hai cái công năng khác nhau thì rất là hay, tức là ở trên thì để trang trí cho nó đẹp nhà vườn, thì ở đằng sau là để có cái khu riêng biệt để mà trồng rau, trồng cây ăn trái hay là nuôi chăn nuôi gì đó. À, tại vì cái miếng đằng sau thì nó lớn hơn, miếng đằng sau tới hơn 1.700 m2 lận, thì tha hồ mà trồng trọt chăn nuôi ha. Còn miếng đằng sau thì miếng đằng trước thì mình để đây, miếng đằng trước thì có thể làm xây tường rào này nọ đó, đẹp rồi trồng cây kiểng lên, những cái trang trí cảnh quan. Tại cái riêng cái nhà này rất là đẹp rồi, nhưng mà xung quanh thì cái riêng cái nhà đẹp thôi, còn lại thì xung quanh thì mình không thấy trồng bông kiểng gì hết. Thì cái nhà này thiếu hàng rào với lại bông kiểng ha. Đó, đằng sau trồng cây ăn trái này nọ rất là đẹp, ok luôn. Đó, rồi thì mình đã nói qua về hai cái sổ miếng đất này rồi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh cho mọi người dễ dàng hình dung ha. Thì nó nằm sát với lại con đường Kim Long Quảng Thành này ha. Thì từ cái nhà mà chạy ra ngoài đường chính nè, à, đây là cái đường liên xã Kim Long Quảng Thành nè, là chỉ khoảng 100 m, à 100 200 m gì à. À, đây khu dân cư mọi người thấy không, nhìn trên bản đồ vệ tinh thì cái đống sáng 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 này nè, dân cư nè, dân cư san sát luôn ha, đó nè dân cư nè. Tại vì Kim Long là chuẩn bị ấy là thị trấn á, mà cái miếng đất này thế này giáp với lại Kim Long cho nên là cái khu vực Kim Long này nè, cực kỳ phát triển luôn đó. Từ cái miếng đất mình á thì đi ra ngoài trung tâm thương mại Kim Long thì rất là gần, chỉ khoảng 1 cây số thôi ha. Đây công viên nè, rồi trung tâm thương mại nè. Cái trung tâm thương mại này là mình quay mấy lần rồi, nếu mà ai có theo dõi clip mình thì là thấy chỗ này nó rất là sầm uất luôn, nó không khác gì thành phố luôn, tại vì nó là trung tâm thương mại chứ không phải đơn giản là chợ. Thì nó buôn bán đầy đủ các mặt hàng luôn, thì trường học rồi ủy ban xã rồi nói chung là đầy đủ luôn, tất tần tật trường học đây, nó không khác gì thành phố hết, cho nên là mình đánh giá rất là cao cái vị trí của đất này, nó sát với lại đường chính liên xã và nó cũng gần với lại trung tâm chợ này nọ. Đó, cho nên là rất là phù hợp cho những ai mà muốn công năng nghỉ dưỡng mà gần đầy đủ tiện ích đó, chứ không có quá xa xa xôi đó, thành thử là làm đất này rất phù hợp ha. Thì từ đây nếu mà đi biển á thì nó thêm nữa là nó gần cái hồ Quảng Thành này ha, một cái hồ mà dân câu cá rất là thích, cho nên đó là nếu mà anh chị của chú mình thích câu cá thì ở cái nhà này thì khỏi nói rồi, từ nhà đi ra ngoài hồ này chỉ có vài trăm mét thôi đó, đi câu cá rất là sướng. Thì đất mình thì đi qua biển thì cách biển khoảng 40 cây mọi người ha. Nói chung đi biển thì 40 cây thì cũng không gần lắm đâu, nhưng mà đi cũng nhanh lắm, tại vì đường mà đèo Vũng Tàu thì đi rất là nhanh, rất là dễ, nó không có kẹt xe như ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cách biển Vũng Tàu nè, Long Hải nè, không có Hồ Tràm nè, đi biển rất là tiện ha. Và đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là ok luôn. Mình đi có thể đã đi được một cạn mọi người ha. Tức là sao? Tức là từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi cao tốc Long Thành Dầu Giây. À đây. Xong rồi xuống rẽ xuống quốc lộ 51 ha. Thì mình vừa rẽ xuống quốc lộ 51 khoảng chừng 5 cây thôi. Thì mình sẽ đụng cái ngã ba Bầu Cạn. Đâu rồi?
Ngã Bầu Cạn, Ngã Bầu Cạn đây không ta? Mình Phước Tân, ủa lộn, bên đây Ngã Bầu Cạn, tức là mình vừa rẽ xuống quốc lộ 51 là mình sẽ rẽ vô ngã ba Bầu Cạn là cái đây, xin lỗi mọi người nha, mình đây đường Bầu Cạn nè, cũng chưa phải nữa ha. Cái sân, nói chung là cái đường mà quẹo vô sân bay Long Thành á, nói chung là cái đường mà quẹo vô sân bay Long Thành thì mình đi thẳng đấy luôn là nó sẽ tới quốc lộ 56. Những đường này nè, đúng là đường này nè, cái đường Bầu Cạn, đường này nè, đó là cái đường đây, cái đường Bầu Cạn đó. Thì từ đường Bầu Cạn mình đi thẳng vô là sẽ đâm quốc lộ 56 ha. Thì tới quốc lộ 56 thì mình sẽ rẽ xuống rẽ phải xuống hướng về Bà Rịa, thì đi chừng vài cây số là sẽ tới trung tâm thương mại Kim Long, là tới trung tâm thương mại Kim Long là đi chừng cây số nữa là tới đất mình rồi đó, cho nên rất dễ đi ha. Đó. Rồi thì nãy giờ thì mình cũng đã nói sơ sơ qua về cái vị trí của miếng đất này rồi ha. Thì cái giá tiền của miếng cái nhà máy Thái này là 1 tỷ 850, thì cái giá này thì nói chung là cũng còn thương lượng vừa thôi đó, có thể là họ chắc có thể là bớt chừng 50 thôi, mình nghĩ như vậy, tại vì họ kêu mà cái dòng mà kêu tỷ 850 thì chắc là bớt 50 chứ còn gì nữa, cho nên là không mất nhiều nữa. Cho nên là anh chị cô chú mình thật sự thiện chí thì cứ tới xem trực tiếp nhà và gặp chủ thương lượng ha. Đó. Thì số điện thoại của mình là 0933230243, và mọi người có thể là kết bạn Zalo hoặc là Viber thông qua cái số điện thoại này luôn ha, để có thể dễ dàng theo dõi liên hệ với mình cũng như theo dõi những bài đăng của mình đăng trên Zalo nè. Và cũng có thể là mình bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube mình là kênh Phạm Hữu Dư ha. Cứ lên trên YouTube gõ Phạm Hữu Dư là ra kênh mình. Đây, để có thể dễ dàng theo dõi những cái video mình cập nhật mỗi ngày. Đấy. Và bên cạnh đó thì nếu anh chị của chú mình có đất vườn hay nhà vườn mà không còn nhu cầu sử dụng nữa, giá hợp lý, không quy hoạch, không tranh chấp thì cũng hãy alo mình ha. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video mình nha.